và đây là các lãnh đạo của trường ở tại Mỹ sang đây. Tôi cũng là giáo viên của trường, cũng là người đồng hành với lại các sinh viên. Khải tượng và sứ mạng tôi nhận từ nơi Chúa đó là tôi muốn chuẩn bị một cái cho một cơn phấn hưng ở tại Việt Nam, và tôi tin rằng nó sẽ đến rất là nhanh. Và với cái sự tin cậy của Vâng Lời, tôi cùng với lại các anh em có lòng tin thì hết sức đang môn đồ hóa và chuẩn bị những người lính giỏi cho Chúa Giêsu qua trường Đấng Christ, qua công tác môn đồ hóa. We'll speak English so that you can understand together. Tôi hỏi ông là có muốn tôi dịch không? Ông bảo tôi nói tiếng Việt để cho nó lẹ. Trường Đấng Christ thì xin giới thiệu với quý vị, đó là một trường kinh thánh, The School of Christ, tên tiếng Anh của nó là School of Christ. Đây là một trường kinh thánh ngắn hạn, và cụ thể thời gian học là từ 3 tuần cho đến 1 tháng liên tục, dành cho các mục sư và những người đang đứng ở trong chức vụ. Và trường Đấng Christ thì được sáng lập bởi mục sư Clay Denham, là thuộc ông ban đầu thuộc Cộng thánh AJ, thuộc Texas của Mỹ. Ông đã qua đời, ông qua đời năm 2009, và SOC được thành lập năm 1992 tại Nga sau 55 năm trang bày của mục sư Clay Denham. Và đây là một số thông tin của trường. Thì SOC, trường Đấng Christ, thì chọn làm việc và liên kết với các hội thánh địa phương, những người mà muốn huấn luyện, những người hầu việc Chúa cho hội thánh của mình. Và đơn nét về ông bà Clay Denham, đó là ông bà Clay Denham đã có 55 năm trang bày tại hội thánh Victory Temple Church ở Belmont, Texas, USA, Mỹ. Và ông đã đi trên 130 quốc gia, trong đó có Việt Nam, truyền giáo và huấn luyện sai phái, mở mang hội thánh, gây dựng các trường kinh thánh. Trong 7 năm ở Việt Nam, cụ thể là 1968 cho đến 1975, có nghĩa là 55 năm trước, thì giáo sư Clay Denham đã phục vụ Chúa 7 năm ở tại Việt Nam. Ông bà là một trong những người tiên phong đem phong trào ngũ tuần đến với Việt Nam, và điều đó tạo ra một cái bước ngoặt rất là lớn ở trong phong trào truyền giáo của hội thánh ngũ tuần tư gia ở tại đất nước của chúng ta. Và trường Đấng Christ thì tin rằng là ngày của Chúa Giêsu trở lại để tiếp rước hội thánh đã rất gần kề, và tất cả chúng ta đều phải ứng hầu ở trước mặt Chúa để khai trình về những cái gì mà chúng ta đã hoàn tất cho công việc của Chúa, cũng như là chúng ta chưa hoàn tất cho công việc của Ngài. Và với niềm tin cấp bách đó thì chúng tôi nghiêm túc để thực hiện cái đại mạng lệnh của Chúa, và đó là đi khắp nơi để giảng tin lành cho mọi người. Và mục đích và sứ mạng của trường Đấng Christ thì mục đích trọng tâm của SOC ở tại các hội thánh địa phương đó là huấn luyện những mục sư, những người đang đứng ở trong chức vụ, các mục vụ, và sai phái họ tại về lại hội thánh địa phương và nhằm phát triển và mở mang hội thánh. Mục tiêu của SOC đó là huấn luyện nên những người lính giỏi, những người chỉ huy giỏi, tận hiến cho sứ mạng mà Chúa Giêsu trao phó cho họ. Và thứ hai đó là họ sẽ có một sự sâu sắc ở trong mối tương giao với Đức Chúa Trời, sâu nhiệm ở trong lời của Chúa và sâu nhiệm ở trong đường lối của Ngài, để trở thành những người canh giữ trong nhà của Chúa, nhất là trong thời kỳ cuối cùng, thời điểm của rất nhiều những tà giáo nó đang tràn ngập trên khắp mọi nơi và sẽ còn gia tăng trong những ngày sắp tới. Chúng ta cần những người canh giữ hiểu biết Chúa, hiểu biết đường lối của Chúa, hiểu biết lời của Đức Chúa Trời sâu sắc. Và mục tiêu của SOC đó nữa là tạo ra một cái cộng đồng người hầu việc Chúa tin kính, có phẩm chất thật ở tại nước ta, và tạo nên sự bùng nổ phấn hưng ở tại Việt Nam. SOC thì sẽ không thuộc về và sẽ không bao giờ chịu cái sự bao phủ của bất cứ giáo hội nào hay là tổ chức truyền giáo nào. Ở tại các quốc gia thì SOC chọn đó là làm việc với lại các hội thánh địa phương, với cái kế hoạch đó giúp đỡ các hệ phái, các hội thánh độc lập có thể vươn ra để gặt hái những linh hồn cho Đấng Christ ở tại quốc gia của mình. Và đây là nơi mà trường hiện tại đang tổ chức phòng học, đang tổ chức. Và đây là một số những cái hình ảnh mà của trường, nơi ngủ của trường, sinh hoạt của trường, phòng ăn của các bạn sinh viên. Và chương trình đào tạo của SOC thì đó là một cái chương trình thần học dành cho những người mục sư và những người đang đứng ở trong chức vụ. Nó là những cái thức ăn rất là đặc, dành cho những người hầu về Chúa, không dành cho những tín đồ mới.
không dành cho những người con trẻ thuộc linh, gồm có 150 video, 156 video và sách của giáo sư Clay Denham, chia làm chủ 19 cái chủ đề khác nhau bằng tiếng Việt. Mỗi một video thì khoảng 25 phút và phần tóm lược thì 15 phút. Giáo trình này được hướng dẫn bởi hai giáo sư của trường, đó là bà mục sư Esther Thảo và tôi là cô Hằng Daniela. Các môn học của ROC thì chúng ta học bằng video và sách tài liệu của trường Đấng Christ. Đây là các môn học của trường. Rất là nhiều những cái môn học mà cần thiết ở cho chức vụ của chúng ta, nó rất là những cái môn học rất là quyền năng. Chỉ có những người nào đã từng học trường ROC thì mới biết rằng là cái quyền năng đó nó thay đổi đời sống của họ như thế nào và nó giúp đỡ cho chức vụ như thế nào. Tôi có thể xin amen từ những người cựu sinh viên được không ạ? Amen. Bởi vì có rất là nhiều cựu sinh viên của trường hôm nay cũng đến đây. Trường Đấng Christ hay là trường ROC thì có mặt ở tại 153 quốc gia ở trên thế giới. Hiện nay đang chạy ở tại 153 quốc gia trên thế giới. ROC được chứng minh đó là một công cụ truyền giáo có ảnh hưởng hiệu quả trong lịch sử truyền giáo của thế giới. Và tôi thấy được là mục sư David Wilkerson, chắc quý vị nhiều người biết ông đúng không ạ? Ông là một lãnh đạo rất nổi tiếng ở trên thế giới với sự tin kính Chúa và huấn luyện. Câu đánh của ông rất lớn, ông nói rằng là bất cứ nơi đâu mà ông đi thì người ta hỏi rằng là anh có biết cái ông Clay Denham không? Anh và bởi vì là anh ấy đã khuấy động những sao huyệt của ma quỷ trên khắp thế giới. Ấy là một hình mẫu của sứ đồ Phaolô thời kỳ hiện đại. Anh ấy đã để lại một tấm gương. Anh như là anh Clay Denham thì không còn nhiều người chúng ta giống như anh Clay Denham. Và trường Đấng Christ là một trong những bí mật giấu kín của Đức vĩ đại của Đức Chúa Trời về truyền giáo mà chẳng có nhiều người biết được điều đó. Đó là điều mà David Wilkerson đã nói ở trong đại hội hội nghị ở tại Belmont năm 2007. Và trường Đấng Christ có một sinh viên khác thì nói rằng là trường Đấng Christ đúng là một bệnh viện thuộc linh của Chúa. Ở đây là chuyên phẫu thuật những căn bệnh thuộc linh, chuyên phẫu thuật và tôi đã được phẫu thuật. Tôi là một mục sư nhưng trước đây thì không thấy mình là chiến binh chiến sĩ gì cả, nhưng bây giờ thì tôi thật sự sẽ trở thành một chiến sĩ, một người lính giỏi cho Chúa Giêsu Christ. Còn một học viên khác thì nói rằng ROC là một cái ngôi trường mà tràn ngập cái sự hiện diện của Đức Chúa Trời và tràn đầy tình yêu thương mà em chưa từng bao giờ được cảm nhận ở tại nơi khác. Đây là người lãnh đạo của trường, đó là mục sư Mike Howard, giám mục Mike Howard chúng ta thấy ở đây, và mục sư Joshua Caraway, lần này thì ông không tới được. Và tôi và cô mục sư Dương Thị Thảo đang là người giúp đỡ chính cho trường Đấng Christ. Ngoài ra chúng ta có những người cố vấn, những người hỗ trợ ROC giống như là mục sư Hoàng Văn Phụng, mục sư Jen Estes, mục sư Green, mục sư Shannon là ở tại Mỹ, cũng là những người mà giúp đỡ. Còn những người mà chịu trách nhiệm chính ở lớp thì có mục sư Phước ở đây cũng bắt đầu hỗ trợ trường sau khi tốt nghiệp trường Đấng Christ. Và tôi, cô Thảo là những người mà sẵn sàng đồng hành cùng các sinh viên, và không chỉ trong thời gian học nhưng mà suốt quãng đời, quãng thời gian phục vụ của họ luôn luôn sẵn lòng nghe những lời cầu thay. Ở đây là một số nhân sự của trường, là những cựu sinh viên giúp đỡ cho trường trong các khóa. Đây là các hình ảnh của các khóa học, khóa 98 ở tại Philippines. Ở Philippines thì họ đã mở 100 khóa rồi, chúng tôi là khóa 98. Đây là khóa 1 ở tại Việt Nam, khóa 2, khóa 3, khóa 4, khóa 5. Xin lỗi, đây là khóa 6, khóa 7, khóa 8. Và chuẩn bị sẽ có khóa 9, và dự tính là sẽ tổ chức ở tại ngoài Bắc, ở tại Hà Nội hoặc là Thái Bình. Anh chị em nếu mà quan tâm đến trường Đấng Christ có thể liên hệ với lại chúng tôi sau, có số điện thoại. Đây là một số hình ảnh truyền giáo của sinh viên của ROC sau khi mà chúng tôi tốt nghiệp. Đây là tại Iraq. Đây là hình ảnh truyền giáo. Chúng tôi truyền giáo ở tại Iraq, ở biên giới Việt Nga, tại Lào. Lào năm trước và Lào năm nay. Rất là nhiều hình ảnh truyền giáo nhưng mà tôi chỉ lấy vài ví dụ thôi. Đây là môn đồ hóa cho các sinh viên ở tại Lào. Hiện tại chúng tôi đang môn đồ hóa cho các sinh viên ở tại Lào. Những kết quả bước đầu của ROC thì trên 80 các cựu sinh viên của ROC vẫn đang năng động và rất là hiệu quả trong chức vụ. Có 15 hội thánh
15 churches and 9 rehab center open now leaders by the School of Christ. Và trên có trên 15 hội thánh mới được thành lập và 19 trung tâm cai nghiện được các cựu sinh viên hiện tại đang là mục sư và đang là lãnh đạo ở tại nơi đó. Sau 5 năm chuyển đến Christ ở đây. Và kết quả của bước đầu đó là SOC là một cái cộng đồng mà huấn luyện những người tin kính, những người có phẩm chất sinh viên thì được hoan nghênh để kết nối với nhau và hỗ trợ với nhau ở trong công tác của Chúa. Quyền lợi của sinh viên của SOC đó là sau mỗi khóa thì SOC đều có thể, sinh viên có thể trở lại trường để dự thính, để sạc quỳnh, để bồi linh, để được thông công nức đỡ khích lệ trong 3 ngày giống như là một gia đình. Và sinh viên SOC thì luôn được khích lệ qua Zoom hàng tuần. Đó là những hình ảnh mà sinh viên thông công với nhau và được thích lệ. SOC được trang bị và sai phái truyền giáo ở trong nước và ở quốc tế, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và trung hạn. Chúng tôi đang có những sinh viên đang truyền giáo ở nước ngoài. Các cựu sinh viên của SOC sau đó có thể kết hợp với trường để mở các khóa học ở tại địa phương của mình nếu như mà cần, nếu mà những người đó cần. Học phí của SOC thì có thể được tài trợ bán phần hoặc là toàn phần nếu mà những học viên mà khó khăn á, hoặc những học viên cần tài trợ, còn các học viên mà có thể trả thì họ chỉ trả khoảng 2 triệu là tiền ăn của họ trong suốt một tháng đó liên tục. SOC thì ưu tiên xuất học cho những anh em là những vị mục sư, những vị truyền đạo vùng cao. Đấy, chúng biết anh em của chúng ta rất là khó khăn đi lại. Đây là những thông tin đăng ký ở trong cái brochure chúng ta đã có. Và trường Đấng Christ thì tuyển sinh vào khóa 9 sắp tới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Amen. Nếu quý vị có câu hỏi nào thì sau đó quý vị có thể gặp tôi hoặc là gặp các nhân sự của trường. Xin Chúa ban phước cho quý vị. Amen. Cảm ơn quý vị.